Cách sử dụng kẹo dứa Plus thải mỡ hiệu quả nhất. Kẹo dứa giảm cân Plus là sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ công ty VIC. Sản phẩm có 7 vị khác nhau với công dụng tuyệt vời trong việc hỗ trợ tăng cường chuyển hóa chất béo, hỗ trợ giảm mỡ và giữ dáng. Để đạt hiệu quả giảm cân tốt nhất của kẹo dứa Plus, bạn nên sử dụng theo hướng dẫn sau đây. Đối với cơ địa lần đầu sử dụng, mỗi ngày dùng 1/2 viên sau khi ăn sáng 30 phút. Duy trì liều dùng nếu cảm thấy cơ thể ổn định. Sau 3 đến 5 ngày có thể tăng liều dùng lên 1 viên một ngày. Đối với cơ địa đã dùng qua nhiều loại giảm cân, bị lờn thuốc, mỡ lâu năm, khó giảm cân, mỗi ngày dùng 1 viên trước hoặc sau khi ăn sáng 30 phút. Duy trì liều dùng nếu cảm thấy cơ thể ổn định. Sau 2 đến 3 ngày có thể tăng liều dùng lên 2 viên một ngày. Đối với cơ địa đã giảm cân thành công, khoảng 2 đến 3 ngày dùng 1 viên để duy trì cân nặng ổn định.